Ngày 15 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế công an quận Sơn Trà phối hợp với ban quản lý an toàn thực phẩm Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai trên địa bàn có nhiều vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Được biết, cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống trên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ An Phước có địa chỉ tại tổ 74, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, do ông Huỳnh Văn Sơn làm chủ. Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện cơ sở này mắc phải những vi phạm như cống rãnh thoát nước bị ứ đọng, không được che kín, khu vực chiết rót nước uống đóng chai không kín, không tách biệt với các khu vực khác, không được trang bị hệ thống diệt khuẩn không khí, tường, trần, nền nhà, khu vực sản xuất kinh doanh, kho bảo quản bị thấm nước, đạn nước, ẩm mốc, sử dụng người trực tiếp sản xuất, không đáp ứng kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, không có bản tự công bố sản phẩm đối với nhãn hiệu Anh Em. Hiện tổ công tác đã làm việc và tiến hành thu mẫu nước uống đóng chai để phục vụ công tác giám định.